Hello anh em nhá, chào anh em. Chào mừng anh em trở lại với channel của Sigum. Hôm nay thì mình sẽ làm cái anh hùng tháp nhỉ. Nghe nói là cấp 6x này chưa đi được anh hùng tháp anh em ạ. Thấy mấy anh em trong bang 6x rồi. Bây giờ xem vào thử nghiệm này, 6x là cao nhất anh em ạ. 6x cao nhất rồi. Chắc cái tháp đấy là cái tháp 8x hoặc tháp 100 hoặc 120 rồi. Nhưng mà mình vẫn muốn vào trải nghiệm thử cái tháp xem sao. Bây hiện tại mình đang xem và thử nghiệm nha anh em. Em muốn chơi xem và thử nghiệm thì có thể lên fanpage của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile xem thử xem còn đăng ký được không. Không thì muộn ắc của mấy bạn bè. Ok. Thôi nhờ. Để mình sẽ hoa sơn khí mà mình cầm kiếm ấy. Để thử vào anh hùng tháp nhá. Anh muốn vào anh hùng tháp thì có thể vào cửa hàng. Cửa hàng mua cái này, khiêu chiến lại. Một tuần đi được 5 lần, mua 5 cái, mình đã mua 5 cái rồi. Đây. Mua 5 cái vào nhá. Và trải nghiệm cái anh hùng tháp xem nào, anh em bảo hình như là quái 100 hay quái 80 gì đó hay là đánh không được. Đâu nhỉ, cái này cái cá nhân đúng không? Đây. Toàn đi được 5 lần. Wow. Xem các tầng là bao tầng. Ui, cao thế. Không giới hạn à? 30 tầng anh em ạ. Ui, cái gì đây, cái gì đây? Trang bị hiếm. Ui, thì nhận anh trang bị hiếm anh ạ. Thế thì cái này nó phải cực khó nhỉ. Ôi, tỷ lệ nhận được khiêu chiến lạnh à. Ôi, kiểm tra mấy này không được cái gì đó. Trang bị tuyệt này, trang bị hiếm này, xem có gì mạnh hơn không. Ải 10 là xương tiềm long bí bảo à. Xem có gì nó khác biệt không anh em nhá. Chúng ta xem qua. Xem gì ngon không? Tiềm năng bí bảo đó. Mới ở một cái mốc, mốc 10, mốc 20 nó sẽ cho mấy đồ kiểu khác. À, tầng 30 là xong đấy. Wow, tầng 30 được yêu quyết tuyệt này. Và yêu quyết cực. Thêm dương. Dương trang bị tuyệt ngẫu nhiên. À. Thế thì mốc cấp để bao nhiêu thì sẽ anh em sẽ được trang bị tuyệt ở mốc cấp đấy. Ví dụ như tới đây 26 là mở public cấp 140 đúng không? Thế là sẽ là cái dương này sẽ là đồ 120. Ở ngày 26 tháng 6 là mở. Bản thử nghiệm này 26 chắc public anh hùng tháp này nhỉ? Hay là phải sang tháng nhỉ? Mình không rõ lắm. Cái này phải cập nhật tin tức thường xuyên rồi. Đây vào nha. Cái này nhận cái gì đây? À, thưởng. À, anh em sau khi muốn nhận thưởng thì anh em nên nuốt thiên sơn vào nha. Nhận X4 nha. Về vào khiêu chiến nha. Mình trải nghiệm lần đầu nên là phải tìm hiểu nó kỹ kỹ chút anh em thông cảm nha. Xem nào. Ở đây là mình đang chơi khí tông kiểu ôm ôm cảm tử anh ạ. Bên này bị lỗi hay sao? Khí tông mà cầm được cả kiếm ấy anh em ạ. Hay là cái phái hoa sơn này cầm được cả kiếm lẫn bao tay nhỉ? Hoặc là phái hoa sơn này khí tông hay là ấy đều dùng kiếm hết nhỉ? Cái này thì chưa biết rõ. Mà em mình chơi đây. Không muốn lan man nữa. Bắt đầu. Ngũ sắc Long Châu. Phá hủy ngũ sắc Long Châu. Ôi. Mình sẽ đặt bom cảm tử ở đây. Đặt nhiều chút xong rồi nổ sao. Ôi thế này hết mẹ máu đấy.
ba quả nổ một lần đi, tác dụng không? Trông có vẻ không mất nhiều máu lắm. Ơ, bị mạng nhện nó đánh này. Ghi lý. Mình nghĩ là 6x map này là map 100 hay sao anh em ạ? À không, cái map này nó định ra là ngày 26 mở cửa đúng không? Thế thì cái map này map quái 120 rồi. Map về sức mạnh của nó là sức mạnh 120 anh em ạ. Làm sao đánh được nhỉ? Vai đài. Mất công kiểu vào giới thiệu. Anh hùng tháp. Nếu qua nổ ở 120 thì làm sao test được cái anh hùng tháp này anh em? Cái chiến lần nữa nè. Sáu 60 đánh map 120 không lấy được quái anh ạ. Nó gian đô mà, gian đô này. Nó gian đô anh ạ. Đây sàn diệt hết đệ tử hội vệ, giải cứu thần thú. Ui, được nha. Giải cứu 5 con thần thú này anh em ạ. Mình sẽ đặt bom vào đây. Ôi giời ơi. Nó mình liệu kéo bọn hộ vệ để đi theo nó mít mẹ rồi, liệu kéo tất cả một lúc được không nhỉ? Chứ này không được, không kéo được tất cả anh em ạ. Phải đánh từng con. Nên đặt nhiều nhiều và nổ cho nhanh. Là 60 làm sao vượt được kịp nhỉ? Thế là phải đánh tiếp à? Đang nổ. Đấy. Phái này thì nổ cái quả này anh em sẽ được tăng được sinh lực theo sát thương gây ra, thương gây càng nhiều thì ôi sinh lực càng cao. Đó. Xô. Bật tấn công lên nó. Mấy quái này như toàn quái 120 hay sao anh em? Đúng rồi. Map này làm ra để ngày 26 mới mở mà. Chắc là tầm 120. Vất vả, mình test cho anh em xem mà. Nó sẽ gian đôm nhiệm vụ anh ạ. Gian đôm nhiệm vụ. Nhưng mà nhiệm vụ các tầng sau nó gian đôm như thế nào thì mình vẫn không biết. Nó gần anh đây. Test thử hết tầng 1 xem nó gian đôm như thế nào. Mình tưởng nó vẫn thế đấy. Sao test được tiếp đúng không? Sao máy quá vẫn test được tiếp anh ạ. Trải nghiệm. Wow. Đặt bom cảm tử nổ trông thích nhỉ. Nhưng mà hơi mất thời gian. Ok. Thì mình sẽ làm khiêu chiến hết 5 lần luôn nhá. Xem nó sẽ có ngẫu nhiên ra những ải như thế nào. Cho review cho anh em xem. Dương không mở tất cả, dương hoàn thành nhiệm vụ à? Thế này cái này dễ. Gian đôm ra cái nhiệm vụ dễ thế nhở? Anh em. Ôi. Anh ơi.
À, thế này dễ anh em ạ. Dễ. Ui, ui. Ui, ui. Mở theo kim đồng hồ đi. Nhưng mà bắt đầu khó dần đấy ạ. Né. Né. Ồ, hai 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 hai. Hai 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 hai. Anh ơi. Cái đéo gì thế? Không được anh em ạ. Nếu mà mình mở ra chỗ khác thì sẽ không ổn đâu. Cái quái nó sẽ quay từ phía anh em ạ. Từ từ, không được tham lam. Tham lam là còn cái nịt luôn. Đấy. Từ 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 đấy. Nếu mà mở bọn đằng sau nữa thì mình sẽ quay từ phía đấy ạ. Còn cái nịt luôn. Hợp lý. Đấy. Thấy mấy anh em trong bang bảo vượt ai khó lắm. À, nó gian đôm anh em ơi, gian đôm ra cái ải dễ này. What the fuck? Nhưng mà hơi tốn nhỉ. Ôi giời ơi, làm sao để choáng con này lại nhỉ? Ôi, chẳng nhẽ phải giết nó. Giết được không nhỉ? À, giết được. Còn này yếu đây, 1 phút trong mình đủ thời gian. Mở cái này không, mở cái kia nữa. Đặt ba cái này xuống, xong nổ ngon. Đặt ba lần, 50 giây tấn công đi. Ok, em mở nốt cái quái anh ơi, anh em bình tĩnh anh ơi. Đẹp, ngon. Ôi, lên tầng 2. Gian đô mấy em ơi. Thế này mình anh em ạ. À, thế này mình mua càng nhiều cái này càng tốt, nhưng mà hơi tốn nhỉ. Không biết mua được nhiều không. Thua thì cứ kiểu kiếm bài dậu bài dễ và vượt. Lên tầng 2 là thế mà mấy em trong bang bảo không lên được tầng 2. Cái gì đấy? Thu thập ấn ký. Cái đéo gì thế? Trò chơi gì thế? Bắt đời trò chơi. Đừng chúng em anh ơi. Anh em ạ. Ôi giời, làm sao để được. À, đây, cơ hội. Đó. Giờ em chơi cái trò chơi. Ôi giời ơi. Thế này thì chết người. Đéo được. Hay phải đập cơ quan nhỉ? Tôi thử đập cơ quan xem. Ui. Đến dịch anh em ạ. lì lợm chắc vẫn mở được. Chết mẹ hết máu thôi. Mở được dễ. Nghe mình làm tốn bao nhiêu thời gian rồi. Nè, mẹ đừng trúng em anh ơi. Ừ, được rồi. Cái gì đây anh em? Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy nhỉ? Lần đầu vượt ải hơi lận choạng, em thông cảm. Tại sao lại đi hai hai ba lần và vào đam của nó nhỉ? Ngáo thực sự. À, lại ải mở dương anh em ạ. Đấy, gian đôm anh em ạ. Game là dễ anh em ơi. Nó cứ cho mình mở dương này, nó là đơn giản anh em ạ. Anh ơi, chạy đi anh ơi. Ôi, mẹ đéo dễ rồi.
Rồi thì nó ở thôi 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 ơi, chơi mở đi thôi, anh thế nào đấy, thôi được rồi đấy, tí nữa mình đánh nó vậy, nó khó quá tí nữa đánh, tí nữa giết, hợp lý. Cứ vừa rồi ra ngoài mình nhận phần thưởng sau anh em ạ. Hình như là thế. À, rời thì ra ngoài nhận phần thưởng ở ngoài. Thì vượt được bao bao nhiêu tầng thì vượt. Không biết lần sau vào nó cho sẽ cho vượt từ tầng 3 không? Vượt cho tầng cao nhất mình, những tầng mình đã vượt qua rồi nó bắt lặp lại hay là thế nào? Để tí nữa ra mới biết được. Bây giờ chơi đi. Đánh được vào từng đấy. Quái này chắc tầm quái 120. Ôi, anh ơi, thế đấy là đây. Easy. Nào. Đây rồi, nhanh, tức tốc. Cái đéo gì? Em ạ, là tôi bật kiếm khí lên tôi chặn thế nào đấy chứ? Chuyện đấu võ đang kiếm chặn như là cái thế nhỉ, là easy thôi, easy thôi, easy thôi anh em ạ. Cái này dễ đây ạ. Đó, nó là đơn giản. Anh hùng tháp gian gian đôm mà em ơi, anh vượt lên tầng 4 rồi này, em thua thì em cứ vượt tiếp. À, nó sẽ gian đôm ra cái nhiệm vụ khác em ạ, những nhiệm vụ nó dễ hơn. Diệt Pháo Uyển Nhi thật sự, Pháo Uyển Nhi thật sự à? Pháo Uyển Nhi thật sự à? Anh xin hơi có đi chơi Có ba con này đánh 2k máu, con này đánh 2k6, con này đánh 2k1, đúng không? Rồi, người thông minh. Chơi với người thông minh đơm nhưng chưa chắc thông minh đâu. Có khi hệ ông hai con hệ thổ, con kia đánh yếu hơn thì chắc là con này rồi, con kia hệ mộc thì không liên quan, hay là đang nhắn lại là con hệ mộc nhỉ, nhưng con này đánh đau nhất chắc là con này. Anh không đi đâu, anh đi anh hùng tháp. Tí nữa anh mới ra trên. Anh làm nốt cái clip này. Okay. Liệu nó sẽ hồi máu không anh em nhỉ? Mong là sẽ không hồi máu. Không hồi máu này. Thì đánh một
đánh nổi không nhỉ? Trông kiểu hơi khó khăn. Đau thế. Hơi khó. Trong này đánh thường cho mạnh này. Bật cái này lên đánh thường nó mạnh nhỉ. Bây giờ mình cứ để dành xong đến lúc lại quên mất. 48 giây. Đánh hàng hoi có khi được. Không được rồi anh em ạ. Dân đôm ra cái khác đi. Chắc để thua đi. Đây vào 60 đánh mấy thải này khó. Vì nó cho tận 30 tầng mà 30 tầng thì mấy ai đầu đã khó như thế này rồi. Có nghĩa là không khó đâu. Bởi vì do cấp mình thấp đấy. Lại bấm nhầm vào tà rồi à? Lúc nãy mình cũng bấm nhầm vào. Mà bên cái server thử nghiệm này hình như nó không có nút hủy ạ. Bấm nhầm vào là phải bấm đổi ý luôn anh em ạ. Không có nút hủy như bên server chính luôn. Đéo hiểu luôn. Thế này em phải chú ý chút đấy. Không bấm nhầm. Dễ, game là dễ. Nó không mấy ải giống nhau đấy nè. Thì không khác là mấy nhỉ. Đây rồi. Game là dễ. Hơi khó chịu. Anh ơi, đánh này em ra. Ui, lên mà dễ anh em ạ. Tiếp tục lên tầng 5. Tầng 5 anh em ơi. Gọi ra. Xem nào. Lúc mình dùng. À. Lúc này mình có mua thêm khiêu chiến lệnh không? Hả? Cái này vừa nãy dùng đến mất có một cái thế à? Ít thế. Nên này thì cứ vượt thôi. Thế mà anh em bang mà không vượt được. Sandom mà thua thì cứ vượt lại thôi. Xem mình có thể vượt đến tầng mấy. Ơ cái đéo gì thế. Chơi gì kỳ vậy. Nhìn nổ quanh người mình thế. Đen nhưng mà không đen lắm. Ok. Trò này nó là dễ. Hơi chậm. Dễ thôi. Không khó lắm. Ok. Đứng đây lúc nó sẽ ra cái lượt mình bấm được thôi. Đéo phải. Cái bên này đam yếu thế. Ngon. Tầng 6. Nhím à? 10 con nhím.
đéo gì đấy. Tiêu diệt nhím, nó sẽ xuất hiện vua nhím. Tiêu diệt 10 con. Ui rồi em yếu thế này, thôi em sẽ đặt bom vậy. Ui anh ơi, các anh nhím ơi, các anh ơi. Riêng đánh quái là level 60 này không đánh được em ạ. À, lượt khiêu chiến còn lại không đủ à, dùng khiêu chiến được. À nó cho miễn phí 5 lần à, chắc thế. Bây giờ mình phải dùng lượt khiêu chiến kiểu mua. À, chơi cố gắng đến tầng 10 nhá. Phá hủy tất cả các cột trụ ngũ hành. Cái này trông có vẻ là em làm được. Ơ nhưng mà để em đéo làm được rồi. Em yếu quá các anh ạ. Đợi em trải nghiệm cái kiểu cần sức mạnh như này. Toàn cho em mấy ải cần sức mạnh này. Có thể cho em mấy ải cần, chỉ cần điểm tư duy là được rồi. Được không? Tư duy và sự khéo léo. Cho cái ải này sao chơi. Ôi giời ơi. Đấy, chắc chờ hết thời gian đi anh em. Đấy, đi tham quan đi. Ôi giời ơi, cái gì đây, cái gì đây. Tham quan tìm hiểu xem nó là những cái gì chứ không thể thắng được. Làm sao để bắt đầu cái ải mới luôn nhỉ. Ơ cái gì đấy. À để xem tìm hiểu nào. Nó sẽ xuất hiện mấy cái tròn tròn này. Là nguyên nhân vì sao này. Đấy, cũng cho anh em sẽ tìm hiểu qua luôn. Tế đàn. Thời gian chơi đi chắc là mấy cục đường tròn này sẽ bám vào tế đàn. À, có nghĩa là chỉ cho đoạn thời gian này thôi. Hết thời gian thì đồng nghĩa với những cái này nó cũng bám vào đây. Nhưng mà những cái cột nó bị chết đi rồi thì cột này bị phá hủy đi. Ví dụ cái cột này bị phá hủy đi rồi nhá. Sao nhỉ? Thì bốn cái cột kia đối vào sẽ to cho cái gì không? Cái lần sau có đồ màu cam mà cấp 4 người ta. Cứ xem đi. Chắc là nó sẽ ra quái hay sao á. Đây này, nối đủ hết này. Để xem nó ra quái hay gì nhá. Đứng dịch dịch chỗ nào nó. Đứng ra đây đi. Có khi là nó giết mình không? Sao có gì gửi gớm ở đây không nào. Chiu. Không gì cả anh em ạ. Không gì hết. Có gì gây gớm đâu nào. Nối xong là thế thôi à. Không có gì gây gớm anh ạ. Anh em chỉ cần khỏe đây. Anh em vượt ải này đơn giản. 1, 2, 3, 4. Đánh nổ 50 trụ. Mình thì chịu rồi, bỏ hai ai dở hơi này đi. Vừa thêm chút nữa nhá. Làm video này tầm 30 phút rồi đi, 30 phút. Hay là làm hơn nhỉ? Thôi chắc đấy thôi. Thì nói chuyện có mấy ai này thôi anh ạ. Ai này lúc đầu mình gặp qua rồi này. Đéo đánh được. Mấy ai cần sức mạnh này không đánh được. Trong mấy ai kiểu cần sự thông minh và khéo léo nó lại là đơn giản. Chơi kiểu mấy ai này. Đây này phải chơi ác chính mới được. Có level 60 này sao chơi. Phải mạng nhện nó bắn vào người này. Mới chết luôn. Ừ, chắc xong luôn đấy. Ok nhá.
Đấy, chắc là sơ qua thì nó sẽ có vài ải nó tương đương đấy đó, không biết lên trên tầng tầng 10 trở lên nó sẽ có những cái ải khác không, nhưng chắc ở tầng 1 đến tầng 10 thì nó sẽ có 5-6 cái ải tự như vừa nãy mình đã đi đấy, nó lặp đi lặp lại. Đây, có bạn nha, ra xem nhận phần thưởng kiểu gì. Nhận phần thưởng này, ở bên này thì mình không có thêm sơn của lộ thôi, chắc nhận luôn. Ôi ôi anh em ơi, mãi cả nhiều đồ. Ôi anh em ơi, ngon anh em ạ. Thế này thì anh em nuốt thiên sơn ngọc nộ vào thì 1, 2, 3. Lúc đấy bị đủ mấy món? 6 ải là 6 món, mỗi ải nó sẽ tính mỗi ải một món hay sao đấy? Ui, mặc vào một màu, mặc vào. Thế thì nuốt thiên sơn vào thì nó lại là đỉnh cao, x4 may mắn lên xong ra nhận anh em ạ. Nhiều đồ vãi luôn anh em ạ. Nhiều đồ nhá anh em. Ngon ngon nhá. Thế cái anh hùng tháp này được của nó nhá. Được của nó, được của nó. Sao còn tham gia được nữa? À đây đây, mình nhận hết cả 5 ải à? À 6 ải. 5 ải. À. Mỗi ải thì sẽ một đồ à. Thì anh em vật nhiều và xong nhận một lúc anh em ạ. Nuốt vào xong nhận một lúc. Hợp lý. Bây giờ mình thử chiến tiếp được không nhá? Một tuần 5, nó ghi là một tuần 5 lần. À thế một tuần chỉ được 5 lần đấy. Ngon như thế lò chẳng được 5 lần. Sao sao vào được tiếp này? À anh em ạ. Sao tự nhiên còn một lần này? Chín tuần còn một lần. Thêm một lần nữa là sao? Có nghĩa là mình mới chết 4 lần đúng không? Hay như nào nhỉ? Cái này đéo hiểu. Cái này chưa hiểu em ạ. Thì cứ bắt đầu. Thôi kệ đi. Không hiểu đâu. Cái này anh em giải đáp nhé. Cái chuyến tuần này còn một lần. Lúc nãy mình tưởng còn không lần rồi mà. Nghỉ hết lần rồi mà. Có. Tự nhiên có nhỉ. Để xem bảng xếp hạng cái nhỉ. Bảng xếp hạng khiêu chiến này xem như nào. Hoa sơn. À, uai. Ôi ok đi, thế nên là đi được 15 tầng ạ. À. Mình top 3 xe vò này. Đỉnh cao, đỉnh cao. Đỉnh cao, đỉnh cao các bạn. Đấy, tất cả đều hoa sơn thôi. Mày không chắc không có mấy phái này, mấy phái này đơn giản. Ui. Có bảng xếp hạng. Được của nó anh em ạ. Thời gian vượt ải 1 phút 13 giây. 5 tầng. Ui. Bảng xếp hạng luôn anh ạ. Kinh đấy, kinh đấy. Ok nha, cảm ơn em xem cái clip này nha. Đừng quên bỏ lại một like và sub giúp mình nha. Muốn làm mình làm về content nào thì cứ comment ra nhé. Nếu mình làm được mình sẽ làm nhé. Ok nha. Chuyện phải lại kìa.